lần này. Rất nhiều người chú ý những cặp này, rất bể thế. Thấy bác nhìn người chỉ bằng hình nước chân nó thôi. Bác quay để cho bác xem thôi chứ tôi không thích mấy cái kiểu này cho lắm, nó không hợp với anh em mình cho lắm. Này, sau vui. Đôi công này đang rất là nhiều hoa. Đôi công này các bạn, quá rực rỡ luôn. Đây là mấy cái bàn đá đẹp quá. Đôi công này các bạn nhé. Rực rỡ. Chân dưới này, cánh này, đầu, đuôi, hòa rất là kinh khủng. Nói chung là con này kỳ công hơn của con lân nữa. Câu hỏi ạ? Đây. Cái kia hỏi đi. Các em còn phỏng vấn chứ? Vâng, phỏng vấn. Hỏi kia đi bao tiền? Tôi đôi này 250, 250 triệu một đôi. Đôi này 300, đôi chó cái 250. Rồi. Đang chủ được. Đúng là kiểu miền Nam này. Len lỏi vào nó quay quá. À, tí đã bỏ quên. Mẫu đơn này cái bệ rất là ghê gớm. Mẫu đơn ta chơi hay quá. Dây tím là gì nhờ. Cái tay buông. Nói chung là hôm nay giá xem các bác chứ đừng có mua, hôm nay mua giá giữ giá cực kỳ, người ta không giảm giá đâu. Nhiều khi giá nó không thực tế đấy các bác. Đấy. Linh Sam với nhà cổ kiểu Bắc Bộ cộng vào hai bên nhà ngang, đây là một cái bể nước mưa này, giếng, nhà ba gian, nhà cổ. Đây là có cái ao cá. Đấy, thì cây linh sam này thay cho cái đa đây. Đấy. Cây linh sam rất hay đấy. Rất nhiều ngũ sắc. Này, chú thịt. Giấy Mỹ
rất nhiều giấy Mỹ. Kia thì cây xanh cổ nó hay Nam Biển cổ. Đi ra quay. Chung là cái chỗ này là có cái nhà ông này là có cái sung này bệ rất là bệt hay, có cái tiểu cảnh ok. Đấy lại cây hồng bạch rất là khủng, cây dưới cái thì quái rồi. Còn là cái tiểu cảnh linh sang rồi. Đấy, sang nhà khác các bạn nhé. Đây vừa vào họ khái âm cây xanh cổ đây. Đấy, đúng chất cổ đấy. Bệ hết cả đất luôn quá. Cây cổ, dáng cổ, bông tán cổ. Rất nhiều ngũ sắc. Tôi là Quảnh Khúc Đây. Sụp Quảnh Khúc Đây. Mô đơn. Tôi là Quảnh Khúc Đây. Đây là si này rất hay, rất ổn, rất ok. Cái này rất hay, cái này về làm rất hay, dáng rất ok rồi, bệ tốt, tay tán ổn. Si trắng luồn lách và quay phía kia này. Đây, quay mãi mới quay được cái lưng, có vào cây của bác ấy chết. Đấy. Đẹp các bạn nhỉ, cái xì này rất hay. À, du xem cổ. Ái chà, cụm rừng danh danh các bác, cụm rừng danh. Kìa bác, chúng ta bới lên cái bệ này, ngày xưa là chìm dưới đất rồi, giờ cho nổi lên. Lại phải ưu ái che màu một tí, mặc dù chả có gì.
thích nên là ưu ái thôi. Ổi đây. Giờ về các vùng quê mà chiến những cái cây ổi này mà sao mà làm các bác sướng lắm. Nhiều khi xin người ta cho đấy. Đó. Đó. Chà, đây có cây ổi tàu. Ổi sim, ổi tàu đấy các bác. Già nó kinh. Cái này giá trị đấy. Già của nó này các bác nhé. À, như người bị ghẻ các bác, như bị ghẻ luôn. Rất đẹp. Giấy tím. Lục vừng này đang tìm đường vào cái chỗ này. Lục vừng rất nhiều phôi xanh, hồi trước cũng có tập trung đây rồi các bác, hôm nay lại thấy kìa những cái bức kia kìa. Hồi trước các bác quay, tôi quay nhìn thấy các bác rất nhiều, bác quay những cái bức này, bức phôi này, phôi xanh này đấy. Chắc mai còn ra nhiều thêm cây, chắc mai còn nhiều ra nhà vườn ra thêm các bạn. Nhiều cây mới ra, hôm nay thấy ít rồi. Họ chưa quan tâm lắm để tập trung cho chuyển cây với lại sắp xếp cây. Giấy tím này. Phôi xanh rất tốt, rất ok. À, có một phôi. Đấy, lại thấy một em ổi. Chứng tỏ bây giờ rất nhiều người thích ổi. Đi được một góc thôi các bác.